ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពោលនំអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជ័យតារាសីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់បីឈ្មោះដល់លោកគ្រូដងដៃលិន ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុកចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសុខធីវីដូចតទៅការមើលទិសបេះដងរួចក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរសៀបផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដងរួចនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅទិសខាងជើងបើមើលទិសបេះដងស្លាប់នៅថ្ង
ចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាត់ជាងកលាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដល់ជោគជ័យនិងសេរីសុស្ដីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុកម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោម បាទចេញចំណាប់ពីផ្ទះចាប់ពីមុនរងាទៅដល់ម៉ោង 6 កន្លះព្រឹកតំនីទីថាជាម៉ោងយប់ព្រឹកគឺជាម៉ោងសូន្យ4ក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគោលការណ៍អ្វីអាចជួបបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលីបប៉ារីបូបាទចេញចំណាប់ពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងកក្របាតជាម៉ោងអន្តរជាតិធ្វើជំនួយរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោង
bà chênh nên chẳng lọc mong nì. Bà chênh dầm nà bì bà chạp bì mong đọc mùi bà đàn mong bì rửa xíl cư chì mong thật tê kì mình vầy xót. Mình nê thà cư mình bàn thật tù lưu bà vầy hai co mình chụp cừu hà vầy đài. Bà chênh dầm nà bì bà chạp bì mong bì rửa xíl đàn mong bàm lửa nghế cư chì mong xôn bì. Chì mong xúc xán phư đầm nà tư nà mọc nà cư bàn xúc lọ nà nà kết hông chẳng lọc mong nì. Bà chân chậm na bị phết chắp bị lần nghịch mong prám tại đó mong chô kênh vĩnh, cứ chỉ mong xôn muối. Mình này tha cá thơ đồng ná rồi thơ chùm đông xem mình lo lái cứ chỉ cổ cách nè khôn chân lọ mong nì. Chỉ vì xếp mình cua thơ đồng ná chẳng ai lái hai bà thơ đồng ná cua và dạ trả chó các phụ mộng hột. Bà nâng thay ạ tất nít xôn phụ cá buông xuống ỏi khai chỉ thay ngay lên khôn chung rái sẽ trở phải khai chỉ mất. Nâng trời chỉ thay ngay nôm liệp nâng trọc sầm mặt lăng khu sầm lọc chân nằm kênh đọc bì nì. Bạn chỉ bằng tốt xuống phục mạng bóng phố tạp tàn sắp nơi rửa xây cho năm trang đập ý cho môi xam sắp theo vi cho nào những nhóm đôi tỏ tử. Cho năm trước cần đồ nôm liếp ốc nha trên chấm mình xâm nàng cho nên ốc mê sạch trở hai ba bật thân ở vầy nước cư tàn bàn xâm rách. Nâng ảnh cốt bàn khai chi sự thấy khá bật đáy rì cầu áp chốn cho anh cấp bùa. Mong này liếp xâm náng cư mong bàm bay bất đa mong bàm bờ giúp. Bò này liếp xâm náng cư bò bà tay mấy nâng bò xoài. Lệch này liếp xâm náng cư lệch xài sập rám nâng lệch hốc sập rà mùi. Xong cảm ơn lệch mà rồi hốc sập rám bấy dược liếp xâm bắt áp chốn. Nâng không thường ngay nít nâng bà tiên xâm mặt mà hà sự thấy. Mình liếp miền cháy, mình lôi chô hô hía. Chôm bố ơn lục này đại ca chân nam chút. Chnam chút bông tê bà bà thịt tắc rì xây lò bông cua. Cà nghe rục xây chuyên đô minh ca rì chùm ra nụt lọt tơ mọc đòi sân xâm thần xâm. Khnông thang ngay ní cà nghe nâng ca rục xây chuyên đô bật mên tài ngược lang bình tịch bình đấy. Ta bà sân bà bàn chụp bà ca lò lò khá hai nút. Cứ đạch khát bình trơ miên chất ẩn tê bê tê. Hai rực tài bình trơ bà đàm tuân thống xâm rạp dục tơ bình đạc tuân rục xí lơ mục rà bò nà mối đai bình toàn sqo chbà lò nụ tê. Đâm bây chư viên ca thlọt lối nôm ai bong khát trọp ất ẩm bờ. Khnông thang ngay này đá lúc nẹ mình trời chạp chư tục chật kê bê tế. Chỉ bây xác mình trời bật cô kích ca nghe xong khán ai kê khăn cắp vừa chùm lưu lời. Bởi giặt kê cập kê nhục phò chùm nành ọ. Khnông thang ngay này bật xanh ba miên là nam mà nét chay là bỏ hòa bây bì nét cho chăm tha trời chê trụt bình nực nụ hòa bàn cho bà xanh. Nâng trời chê riêp chôm thơ ai kê xa bình chê ọt bàn trầm trời phòng. Chúng tôi muốn xin chết tên là khu xoa mây phía ở dưới không khai nít bởi giặt mình nạc kào nông rương mọc ổ chà. Sự cập hiếp trời chạy nhằm à hà ở bàn tiền tốt ca bì chùm ngư cổ bè.
Chnam chlœu ko nom liep nom chay nom saphak mongkol prathna awai keu taing ban samrach hai anakot khlai chneak mien trop srok srom. Mong na liep samnang keu mong 6 prak da mong 6 lngiek. Po na liep samnang keu po so nang krohom. Leik na liep samnang keu leik 11 nang leik 61. Som kaman leik 678 yok liep samat oknya loy walien. នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធៀបដៃរិស័យឡើងខ្ពស់ការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់ក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកបានប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចទៅផលចំណូលមិនបើហួសធ្លាក់ដល់ដៃអ្នកដទៃ នៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរចូលគុំឆ្លុកវងវែងនឹងមនលបែងស្រីស្រាឲ្យសោះប្រយ័ត្នបានជាកាត់រឿងរ៉ាវអាចបងខាតលេបសការៈទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះលោកអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឬមានទុកទុរៈរត់រោគពឹងពាក់នានាម្នាក់គឺអាចសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាចំពោះមនុស្សសញ្ចេតនាគូស្នេហ៍ក្នុងខែនេះវិញប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលអាចធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារង្គោះរង្គើទៀតផង ឆ្នាំខាលខ្លានោមលៀបអបរាជញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរមកនៅលៀបសំណាងគឺមក4ព្រឹកដល់មក4ល្ងាចពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ28 និងលេខ41សូមខមមិនលេខ9រយកសិបប្រាំបួនយកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងលុយស្រុកស្ដំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀ ចម្ពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលពងយៈស្រីធៀតឈើរាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះតំណាជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេហេតុនេះទោះធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿននិងហូចផលមកវិញក្រុងជាទីពេញចិត្តជនិតការងារថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយគ្រប់ការងារលំបាកសុទ្ធតែមានអ្នកជួយទំនុកបំរុងជនិតចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញមានលំនឹងល្អណាស់ប៉ុន្តែនឹងមានលេខគូប្រជែងថ្មី បាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនថាទីចិត្តឆ្ងាយគឺតែងអាចហត់ផ្លាកការនិងប្រមូលផលចំណេញវល់ត្រឡប់ជួបផ្ទះវិញគោជាទីកក់ក្ដៅតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើដំណើរពេលយប់ប្រឡប់គោបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះតែមានក្រុមមនុស្សតាមឈ្នានីភាពមានបានរបស់លោកអ្នករីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃណាស់ឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនា
ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ63សូមខមមិនលេខ167យកលេបសម្បត្តិអភិជនអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចម្ពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះបងមនុស្សស្រីជាតិឈើរិស័យលរបងគួរ ក្នុងថ្ងៃនេះទូលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារដោយមានភាពអន្តះសាហេតុនេះងាយមានការខុសឆ្គងខ្លះៗប៉ុន្តែមិនជាអ្វីនោះទេព្រោះតែការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឱកាសហូរចូលទ្រព្យច្រើនចំណែកមនោសញ្ចេតនាពុំតន់មានឱកាសបានជួបមនុស្សដូចប្រាថ្នាទេរីឯបញ្ហាសុខភាពវិញនោះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពស្បែក ឆ្នាំរងពោះអ្នកគ្រីកមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចរិតធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ15និងលេខ23សូមខមមិនលេខ9រយកសិបប្រាំបីយកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ា នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរងឆ្នាំរងពងទេវរៈប្រោះធិតមាសរិស័យល្អបង្គួរក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវសន្សំកុំបបោលោកផលល្អនឹងហុចឲ្យមកវិញដោយកបំណងការប្រកបការងារក៏ដូចនេះដែរលោកអ្នកត្រូវធ្វើថ្នាក់ធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬសំខាន់ខ្លាំង គឺផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញមិនសូវដូចកបំណងនោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រច័តជនខលខូចតាមលួចបន្លំឬបង្ករឿងរ៉ាវដល់ផ្កាណាមួយចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនជាងសមីដងឆ្នាំម្សាញ់ពស់នាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចនិងអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹក
Lệch nhìn lệp xâm nán cứ lệch mập hay nâng lệch học sắp ra mùi. Xôm cầm anh lệch pram rồi hạ sắp rám nhục lệp xâm mặt tê và ra trót miệng bác cao còn. Nâng cung thân ngay nâng bật tiên xâm mặt mà hạ sẽ thấy. Mình lệp miền cháy, mình lôi chô hô hí, châm bù ở lọc nét đầy cắt chân mà xanh. Chân mà xanh bông một lúc bỏ thịt phương, rì xây lăng cấp bố. Nâng cung thân ngay nít ca bà cọp ca nghị ở vấy khơi tha tay xâm lạch chục cháy. Nâng ai tầm lô tầm lý chập chung chập đám tham thiệt phòng. Lục nè ai xâm rộp ca nghe tôi thốm ban dàng bình tí. Bị bố chiên đo khai cao nít pha lo lo nâng trăm hốt áo chân nịch. Xâm lập lục nè đà bà cò bà bò rục xì chuyên đô quên nút. Mình tha chuyên tí chất chân ái tay hốt pha cầm rái con hô chô tọc tọc xâm lập trên trăm chân năng mái anh chàng đài. Trong này ca thua đồng nà tí chất chân ái chụp hiệp sức đống trang bê tớ nâng tờ lọc mọc mình. Rì ai xâm phôn xin ai hai cầm lo cầm mốm rút buông mai mềm mai chất đấy bà chọn riêng trăm xâm khôn cổ xá. Cứ chi bê bê lê lo bà bê nà. Chân mà mấy xe tê bà đá trên chấm, mình liệp mình cháy, mình lùng mình đi chạy trá, nôm kia sở lãnh rộp án xa tổ. Mong người liệp xâm náng cứ mong buôn prất đàn mong rầm buôn giúp. Bố người liệp xâm náng cứ bố khá mát nâng sò. Lê người liệp xâm náng cứ lê học sập rầm buôn nâng lê ca sập rầm buôn. Xôm khá mát lê mở rồi học sập rầm bấy, dục liệp xâm bắt xâm bờ luồn. Nâng rung thương ngay đi nâng bật tiên xâm bắt mà hà sư thấy, mình liệp mình cháy, mình lôi chô hô hía. Chúng bố lục nè đại ca chân mà mì. Chân mà mấy bông đẹp ra sợi thịt phương để xây làng cấp bố. Càng nghe rục xì chuyên đô mình cà rịt chùm ra nụt lọt tờ mộc chì lầm nắp. Còn nông thường ngày nít tôi chỉ lục nẹp rộng cọp càng nghe ở vầy cả đói. Có ai từ tụ bàn phò xùm rách xòm tạm bóng nông vật thân à tiếng ốc. Bông thường thật bàn bóng phô nhiệt sẵn đám chùi trôm chơi dàng bên tùm hăng thịt phòng. Bốc lực cà mơ có đã bầm ra ca nghe nét tăng khổ xu mình tì cồm hôn rư rung chạm nì ní. Nâng bàn tựa ca cao xa xa nâng chưa tục chất bị chào vai ní. Bồm thẳng bàn ca bà cô tô nền tì nâng ca nghe xâm khán oi lục nẹ căn cạp chùm nốt tiết phòng. Rì em mà nô xin chết tình nà xin hai cầm lo cầm mốm tu mình ca smoke smile bình tay cho đấy. Bà lục nẹ thua ca đo sái cư tai chụp hò xâm rách chì nạch. Chân mà mấy bà bê mít mần trai chân chấm thua cách ca ở vầy muối nẹ tai mình cầm nạch chết lá. Hai ba bật thân ai ở vầy mối cư tại bàn xâm rách chìa nệch. Mong này liếp xâm náng cư mong buôn bất đa mong phà mùi lần nhít. Bò này liếp xâm náng cư bò bày to nâng cờ hồn. Lê này liếp xâm náng cư lê chết sập rầm pí nâng lê cao sập rầm buồn. Xôm khả mân lê rầm bày rồi cao sập rầm buồn dục liếp xâm bạch ca bật đấy chôn cơ bùa. Nâng rung thân ngay nít nâng bật tiên xâm bạch mà hà sẽ thấy. Mình liếp miền cháy miền lôi chô hô hía. Chúng bùa lục nét đại ca chân mà mẹ. Chúng ta mẹ bông tê bà ra sợi thịt mít rìa xây cho ngài này làng bố trọt đáy. Cả nghe rục xì chuyên đô mình cà rịt chùm ra nụt loa tờ mộc chì lùm đáp. Nhưng thường ngày nít tôi chỉ lục nẹ bàn bà cọp cà nghe ở vầy cả đói. Cứ trời tài nhọc đai nhọc chương bình tích. Tớp hòn chùm nấu mình bà hút lẹ đo đai nẹ đợt tầy. Nên tâm lấy thôi đầm ná cho cùng chụp bông vên nâng bòn là bánh xây xa ra oi xót. Bây giờ bà chỉ cắt rừng ra ai bông khát lệp xa ca đặt tờ huynh. Không thường ngay nít đá chung bố lục nẹ đai cầm bông xa vãi nhu ca nghi thơ vớ rưu miên tục thủ lẹ rụt rụt bằng bẹn nà nà mà nét cư ai xâm rạch đốt bầm nông vật thân à. Chung bố mà nông xin chết thân à cú xa nà không khai nì huynh. Bây giờ miên nẹ cà nông rưng một ổt á. Ai cứ ao chung nông xa nà há rung cu rung cư tiết phòng. Mình cầm lật lưu thật lá hai ả ná cốt khai chi nẹ miên trọp sọc sọng. Mong nền liếp xâm náng cư mong phẩm pờ bất đam mong phẩm pờ là nghiết. Bò nền liếp xâm náng cư bò tật cốt nâng cờ hòm. Lệch nền liếp xâm náng cư lệch chết sập rầm pí nâng lệch bát sập rầm buồn. Xôm cầm mân lệch phẩm bờ rơi bát sập rầm vấy dục liếp xâm mắt áp bí chôn. Nơi khung thức ngay nít nâng bộ tiên xâm mắt mà hà sẽ thấy. Mình liếp miên cháy miên lôi chô hô hí. Chúng bố hà lục nghe đại cả chân nằm vô. Chân bốc bông dạ bỏ thịt đáy đi xây thường ngay lo chi mật chúng. Không thường ngay nít ba lục nẹ thuê ở với trời sần xâm cùng bảo báo. Nụ phò lõ nâng hốt oi mật quên đôi cổ bầm nòn. Các bà cọc ca nghi gọi đôi chân đá lục nẹ thuê 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 gần đá rưu mình xâm khăn bếc. Rút tha ba thuê thông bếc rưu xâm khăn khăn. Cứ phai ca đã hốt mật quên mình xơ đôi cổ bầm nón nụ lời. Chân bùa nẹ bà cọc bà bò rục xì chuyên tố lục nẹ oi phải chặt chôn khờ khối tam lụt bình lõm rưu bằng cò rừng rá đôi bà ca nà mùi. Chân lệch mình nô xin chết tình ác này hạ bà sợi mình ca khoai khó bà ta mình ca bà chăng kìa chả ơn chương sọ mì đòn. Chân em rục cá môn mình bà rầm mây đại chết mình ẩm nát mình nô chùi chôn chênh ca nghe tôi thống đâm bay ao ả nà khuất nét bàn khá chìm nô mình xâm bắt mà xà. Mong nền liếp xâm náng cư mong pram prất đam mong pram môi lên nghít. Bò nền liếp xâm náng cư bò xô nông ca chụp. Lệch nền liếp xâm náng cư lệch mập hay muối nâng lệch ba sập bì.
សូមកមិនលេខ7ជិត 9 លោកលៀបសម្បត្តិដែលមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធៀបដៃយាយសីល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយចូលកុំធ្វើប្រហែឲ្យសោះជាពិសេសមុនពេលចុះហត្ថលេខាឬប្រឹក្សាមេដៃលើលិខិតស្នាមផ្សេងៗតោងចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់ទើបមិនមានការភ
ពួកគេបានមានពាក្យសម្ដីនិយាយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃតែបន្តិចអាចកើតជារឿងចំនួនចំពោះគូស្នេហ៍ប្រយ័ត្នពីអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុជអាលឆ្នាំចោសំណត់នាំលៀបជួបតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតមានលៀបសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងមកនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ខមិនលេខ168យុគលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចោឆ្នាំចោពងយៈស្រីធៀបដីរិស័យឡើងខ្ពស់ការងាររកស៊ីជួញដូរនៅតែកកកបលដដាលទេក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះឱកាសល្អមិនមានច្រើនតទៅទៀតឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវមានចិត្តស្គាក់ស្ទើរផងដែរព្រោះបើសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទើបមិនបងខាតពេលវេលាអត់អំពើក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សពូកែខាងសម្ដីវោហារខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែរព្រោះបើទោះជាបាននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏តែមានគេចូលចិត្តស្ដាប់និងត្រង់ស្ដាប់ធូតតាបង្គាប់បញ្ជាទៀតផងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរទៅណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញ
ឆ្នាំកុលជ្រូកនាំលៀបនំជ័យនំសភមង្គលបាប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានយសស័ក្តិគង់គួរម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 និងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិហៃមានលៀបមានជ័យមានលោកជោហូហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតទឹករីស័យឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះបាទទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែមានការជឿនលឿនគួសសមម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុបតែងជោគជ័យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីកាត់សម្គាល់ទេគឺដូចសក់មួយដង បញ្ហាលុយកាក់វិញលោកអ្នកមានឱកាសវិនិយោគនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញធំប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលពេលវេលានិងសិក្សាពីដៃគូឲ្យបានហ្មត់ចត់ជៀសវាងហានិភ័យត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទះនិងបញ្ហារត់ចូលខ្លះៗដែរដូច្នេះគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងបើលោកសញ្ជេតនាជ្រៀតជ្រើសបំផុតសុខភាពទៅរោគវិធីសម្រួលអារម្មណ៍សម្រាប់ឲ្យបានច្រើន បាទពុកម៉ែបងប្អូននេតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុចសាប់ស្ក្រាយជួបតែលាភសំណាងគ្រប់ធនយុសៈនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូត សូមធ្វើការកមែនសាទុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការសែចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30ទេវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា